Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, nhân dịp Tết đến xuân về, chúng ta đang đón một năm mới thì tôi cũng xin chúc quý vị và các bạn cùng gia đình của mình đón một năm mới thật mạnh khỏe, vạn sự như ý, công việc thì gặp nhiều may mắn quý vị và các bạn nhé. Và ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Altra. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mitsubishi Altra nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản số sàn và phiên bản Mitsubishi Altra GLS, phiên bản CVT tức là số tự động các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Altra phiên bản CVT Premium số tự động quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đăng ký tên tư nhân, đăng ký cuối năm 2021. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn, chắc chắn là trên thị trường những chiếc xe cũ không có chiếc xe nào mới như chiếc xe này đâu các bạn nhé. Chiếc này chỉ so với xe ô tô mới thôi, chiếc xe cũ thì không chiếc xe nào đẹp bằng. Vì chiếc xe này chủ xe mới lăn bánh có 1.001.000 km thôi. Cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua đồng hồ nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và chiếc xe này vẫn còn đang bảo hành tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Mới lăn bánh 1.001.000, tức là chiếc xe này mới chỉ là gọi là chạy hết rốt đa thôi. Rất là mới, rất là đẹp, đẹp và nguyên bản. Nguyên bản từ dàn lốp này, lốp còn mới này, lốp sơ cua còn chưa hạ này. Và đặc biệt ở cái bản Premium này thì xe cũng đã được trang bị là full option, từ khóa thông minh, đèn nổ, start top, nội thất ghế da, điều hòa tự động, đèn bi, đèn led ban ngày. Đấy, hệ thống phanh ABS, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu gập auto các bạn nhé. Tức là bấm khóa là gập gương và mở khóa là gương cụp các bạn nhé. Đấy, auto. Và chiếc xe này là màu đỏ rất đẹp rồi. Ở Mitsubishi Altra có 3 màu chính, chủ yếu là 3 màu thôi ạ. Màu đỏ, màu trắng và màu xám. Đấy, màu trắng và màu đỏ thì rất là đẹp. Đấy, màu đỏ này rất đẹp đấy các bạn này. Đặc biệt là hôm nay thời tiết rất là nắng, để ra ngoài nắng này đều rất đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 383 triệu đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Altra 2021 phiên bản Premium số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Altra phiên bản Premium 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ đi cùng quý vị và các bạn một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Mitsubishi Altra 2021 này nhá. Đầu tiên thì xem về cái phần thân vỏ bên ngoài các bạn thấy đây ạ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn chứ ngọc còn có vết nhưng chiếc xe này còn không có vết các bạn ạ. Đấy, rất là mới ạ. Một chiếc xe 2021 mà đến nay sử dụng tính ra là đã là hơn 2 năm sử dụng rồi mà không có một cái vết xước nào các bạn thấy đây ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về là tôi vừa mới rửa qua đi cái là tôi đem ra tôi quay cho quý vị và các bạn xem đây luôn nhá. Vừa mới rửa xong chứ chưa có dọn bên trong là chúng tôi còn chưa động gì đấy cơ. Đấy là bác chủ xe này chạy thì đã chạy ít rồi mà lại giữ gìn, cho nên là một chiếc xe 2021 này mà không khác thì một chiếc xe mới các bạn nhá. Đấy, nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ. Không đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn còn như mới luôn này này. Và đặc biệt ở chiếc xe này là phiên bản Premium thì xe cũng đã được trang bị đèn led ban ngày này, đèn pha bi xenon, toàn bộ cụm đèn đây các bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này đều rất là mới đấy ạ. Không khác thì một chiếc xe mới ở trong hãng vừa mới ra đâu các bạn nhá. Vì chiếc xe mới lăn bánh chỉ có 1.001.000 thôi, mới gọi là hết rốt đa thôi, cho nên đều rất đẹp đây các bạn này. Chưa có một vết xước nào luôn các bạn nhỉ. Đấy là nhìn về phần đầu các bạn nhá. Dàn lốp đây thưa với các bạn này. Dàn lốp Bridgestone còn nguyên bản này.
tất cả đều sản xuất của lốp là 2021 này. Đấy, date lốp là 2021 luôn các bạn nhá. Cả dàn lốp này, dàn lốp Bridgestone. Đấy, lốp 2021 này. Quý bạn thấy đây ạ. Lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái lốp siêu cua sau. Lúc giới thiệu cái cốp này tôi sẽ giới thiệu. Đấy, dàn lốp các bạn thấy đây ạ. Từ 2021 còn dày nguyên như này. Cả dàn lốp Bridgestone còn dày nguyên như này. Đấy, date lốp 2021 cả dàn luôn này. Đấy, 21 này. Đằng trước đây các bạn nhé. Nguyên bản hết, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ. Đây, đều 2021 luôn. Đấy, và còn rất mới như này đây. Cả dàn lốp còn rất mới các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện. Tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, rất đẹp. Khóa thông minh. Ấm nút này để mở cửa này. Đấy, khóa thông minh. Và đặc biệt ở chiếc xe này, bây giờ là người dân châu Á nói chung và người Việt Nam mình là nói riêng đấy ạ, rất quan tâm mức tiêu thụ nhiên liệu. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ trung bình nhá, chỉ 5,63 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu chạy trong đô thị là 6,747. Đấy, chạy ở ngoài đô thị tức là chạy ngoài đường trường đấy ạ, chỉ có hơn 4 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Rất nhiều người mua những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Phiên bản số sàn nó còn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Đây số tự động các bạn nhé. Đấy, số tự động thì ít người chạy dịch vụ, số sàn thì chạy dịch vụ rất là nhiều các bạn nhé. Đây, về nhìn về cái phần đằng sau thì các bạn thấy đây ạ. Hệ thống đèn sau cũng là hệ thống đèn full LED luôn này. Full LED luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã có camera lùi, màn hình camera lùi. Đấy, toàn bộ các bạn thấy đấy ạ, từ những cụm đèn này cho đến những chữ này, logo này, đều như một chiếc xe mới đây. Những cái thanh chrome các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe này là chủ xe toàn để trong nhà thôi, cho nên nó không có bị ố gì cả đâu các bạn này. Đấy, bác chủ xe giữ xe rất là kỹ, cho nên là chiếc xe rất đẹp này. Đấy, cả một nhìn tổng thể bên ngoài các bạn thấy đấy ạ. La răng đúc mặt phay còn mới tinh như này, chưa có một vết xước nào này. Đấy, la răng đúc mặt phay đây các bạn nhá, đều rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Phải nói là một chiếc xe này là không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Đấy, 2021 mà đẹp như này đấy ạ. Phải nói là rất ít xe các bạn nhé, không có nhiều xe đẹp như này đâu ạ. Chiếc xe này nó mới, có thể so với chiếc xe mới rồi, chiếc xe cũ thì không chiếc xe nào so bằng đâu ạ. Đấy, rất đẹp. Toàn bộ về cái phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước. Đấy, đều rất đẹp này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ tắp đi cánh cửa này. Đấy, cái này là hay bám tay vào cho nên nó hơi bẩn một chút, chúng tôi chưa có dọn đâu. Chưa dọn nhưng mà nó còn nguyên bản này. Tất cả còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Và đều rất đẹp như này đây. Nhìn về cái nội thất thì ở phiên bản Premium thì xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này. Tì tay này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này. Tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi nhá các bạn nhé. Vô lăng bọc da. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Cruise control, kiểm soát hành trình hay gọi là ga tự động đây. Đấy, đầy đủ luôn các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này. Có 1.1 vạn thôi các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua nhé. Đấy, những chiếc xe nào mà còn bảo hành, có lịch sử trong hãng, chúng tôi không bao giờ chúng tôi tua đâu nhé. Bây giờ tua là mất bảo hành. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cửa sau bên lái đây các bạn này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên này, tắp bi cánh cửa này, đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đằng sau này thì gần như còn không có người ngồi cơ, vì chiếc xe này là tôi mua được của một bác, không biết bác ấy làm bên bộ đội hay là bên công an gì đấy. Bên công an thì hình như là cục an ninh gì đấy. Đấy, cho nên là đều rất là đẹp luôn này các bạn này. Đấy, đấy, rất là đẹp luôn này, mới luôn. Cái đằng sau này còn không có người ngồi cho nên là cái thảm này nó còn mới luôn này. Đã có lót sàn da rồi các bạn nhé. Đằng sau này chúng tôi mua về là tôi còn chưa có lau dọn cơ. Đây, những cái vết bẩn như này các bạn thấy này. Vết bẩn này lau cái là hết này. Những cái đồ đạc linh tinh ở trong xe chưa dọn đâu các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây. Vừa nãy quay cho quý vị và các bạn xem rồi. 1.1 vạn thôi. Vô lăng các bạn thấy đấy ạ. Nó rất là mới đấy ạ. Đã mới thì chớ là chủ xe lại còn ốp cái vô lăng này nữa. Bỏ cái ốp này ra thì không khác gì cái vô lăng của xe mới luôn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị đầu màn hình này.
camera lùi này, chơi nhạc bằng USB đấy nha. Chơi nhạc bằng USB dưới này, toàn bộ vô lăng cần số này đều rất đẹp luôn. Nội thất thì các bạn thấy đây ạ, cái phần táp lô quên lại bỏ nội thất này. Đều mới này, vì chiếc xe này được bác phủ bằng cái phủ này. Cái phủ này còn mới cơ. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp lô đến táp bi đều rất đẹp các bạn nhá. Phần trần thì các bạn thấy đây ạ. Toàn bộ những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn này. Đấy, đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, ở phiên bản Premium này thì nó khác với những phiên bản kia là nó có điều hòa tự động này. Đèn ổ start top này, đèn ổ ở bên này. Đấy, đèn ổ start top này. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này, cruise control đây. Đấy, bản Premium là nó có những cái này các bạn nhá. Rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi ra ngoài để xem tiếp những phần còn lại của chiếc xe. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhá. Cốp sau đây. Đấy, cốp sau thì các bạn thấy đây ạ. Cũng rất là mới luôn. Từ những cái ốc cốp sau này thì các bạn thấy đây ạ. Ốc cốp sau này, đằng sau này thì nó thoáng, nhìn rất là dễ. Nếu bị đâm đụng hay không là nhìn biết ngay ạ. Keo chỉ là còn nguyên này. Không những còn nguyên bản và còn rất mới như đây đấy. Đấy, cái cốp sau này đều rất mới này. Những cái phần nỉ các bạn thấy đây ạ. Cái cốp sau này thì đằng sau này, cái này là hơi bẩn này, chưa có lau. Đây là bẩn thôi nhá, chưa có lau. Chứ đằng trước này thì các bạn, đằng nỉ này các bạn thấy đây ạ. Chủ xe cũng không có chở đồ, khác với những chiếc xe chạy dịch vụ ấy. Nếu như chạy dịch vụ thì sẽ chở đồ nhiều, cho nên là những cái phần nỉ này đều rất là đẹp này. Đấy, nỉ này đều rất mới này các bạn chứ. Xem những cái nỉ này, nhìn nghiêng đi thấy là vẫn còn ống ánh vết mới này. Đấy, ống ánh vết mới này. Lốp siêu cua đây, lốp siêu cua còn mới tinh, chưa dùng các bạn xem nhé. Đấy, lốp siêu cua đồ nghề đây, tức là cái kích thì ở gầm ghế rồi, nhưng đây là cái những cái tay quay đồ nghề còn nguyên bản này. Đằng sau chưa có dọn dẹp tí nào mà còn sạch, không khác gì một chiếc xe mới đấy ạ. Đấy, bụi có một chút bụi thôi. Đấy, có một chút bụi thôi nha. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là hiếm xe đẹp như chiếc xe này đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này. Đấy, đều rất đẹp này. Nội thất ghế da phía sau đây các bạn xem này. Mở cánh cửa ra còn thấy nguyên mùi mới của chiếc xe các bạn ạ. Đấy, nguyên mùi mới của chiếc xe luôn đấy. Đấy, vào xe toàn mùi xe mới. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe cũ này về thì vẫn có cảm giác như vừa mua xe mới nhá, vì còn mùi mới mới luôn đấy ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, bên ngoài còn nguyên bản cơ, cho nên bên trong keo chỉ còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp, rất là mới. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Táp lô thì được phủ bằng cái chống nóng này. Đấy, đều mới luôn. Đấy, rất mới luôn, rất đẹp luôn các bạn nhá. Vô lăng còn bọc rất đẹp này. Vô lăng cần số này đều rất đẹp này. Màn hình này. Đấy, nội thất bên trong các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe là khá đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái sổ bảo hành các bạn nhá. Đây, tất cả là còn nguyên hết này. Chủ xe giữ lại, đây là những cái này là cái dán phim cách nhiệt này, bảo hành của dán phim cách nhiệt này. Sổ bảo hành bảo dưỡng đây. Đấy, sổ bảo hành bảo dưỡng này. Phải nói là bác chủ xe này cũng rất là cẩn thận các bạn nhá. Đây, sổ bảo dưỡng của xe này. Đấy, từ ngày mua các thứ này. Đều ngày mua đều có hết luôn các bạn nhá. Đấy, lịch sử bảo hành bảo dưỡng, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Mua một chiếc xe bây giờ, quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì bỏ tiền ra mua một chiếc xe cũ như sử dụng thì gần như một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Giá thành thì rất là rẻ. Bây giờ mua một chiếc xe mới như chiếc xe này, mua xong là quý vị và các bạn đăng ký xong là hơn 500 triệu đấy ạ. Đấy, mà bây giờ chúng tôi bán chỉ có hơn 300 triệu thôi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Astra 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít các bạn ạ. Đấy, chúng tôi đang nổ máy này. Đang nổ máy mà rất là êm luôn các bạn nhá. 1.2 đi rất là tiết kiệm này. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này thì động cơ đây ạ. Chúng tôi mua về là không có dọn dẹp gì cả, nhưng mà chiếc xe này cái động cơ các bạn thấy đấy ạ, không khác gì một chiếc xe mới nhá. Ốc là còn nguyên bản này. Từ ốc chân máy này. Đấy, tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên hết luôn này, kể cả những cái ốc phần đầu này. Đấy, còn nguyên hết này. Nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này. Đấy, còn nguyên này. Ốc cabo còn nguyên. Keo chỉ cabo còn nguyên. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Một chiếc xe là khá là đẹp luôn đấy ạ.
Riêng về xe cũ thì tôi khẳng định là chiếc xe này nếu như cùng đời thì không có chiếc xe nào đẹp như chiếc xe này đâu. Với mấy lăn bánh có hơn 10,000 thôi, còn nguyên bảo hành bảo dưỡng tại hãng và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Đấy, động cơ thì rất là đẹp như này đây, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Chiếc xe mới quý vị các bạn bây giờ mua ở hãng như nào thì về chiếc xe này nó như vậy thôi ạ, không khác gì nhá. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Attra sản xuất năm 2021, lăn bánh 10,001 km các bạn nhé. Chiếc xe này ở phiên bản Premium, đầy đủ đồ rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, nguyên bản từ dàn lốp. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 383 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attra 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.